anh chị và các bạn, em giới thiệu với anh chị và các bạn một dòng sản phẩm mới đến từ Pháp, đó là Native Union Store Clean Sleek. Đây là một thiết kế mới dành cho MacBook Pro, MacBook Air mới, có cổng thiết kế là Thunderbolt 3. Đây là một thiết kế slim, tên gọi là slim, đúng là cực kỳ mỏng luôn ạ. Điểm đặc biệt của thiết kế này là không có dây kéo. Mình mở từ bên hông. Như cái độ hít. Nó có thiết kế hết luôn. Thiết kế cực kỳ là mỏng luôn ạ. Hết lại với nhau. Em để thử một sản phẩm vô anh chị xem có thích không. Đặt sát lên, thở nhìn. Tại nó hết lại cái phần nở.